Tưởng tượng nổi không một lão đại cao lãnh, lúc nước mắt rưng rưng lại trông nũng nịu như này, Tiểu Bạch chỉ vì ngứa mà không cho anh rắn sờ vào người. Thế là anh bày ra khuôn mặt đáng thương, em tránh anh sao? Tiểu Bạch vội vàng giải thích, không phải chỉ là em có chút ngứa thôi. Curtis lúc này mới nở nụ cười tinh quái, lừa em thôi. Tiểu Bạch lại bị trò đùa của anh chọc cho cười. Sau một hồi cười đùa thì Curtis lại quay lại dáng vẻ ôn nhu vốn có. Ngoan nào, không đùa nữa, chúng ta kết hôn 2 năm rồi. Những chỗ nhạy cảm trên người em anh đều biết, anh thực sự không muốn em bị thương. Tiểu Bạch rất cảm động, cô nhào vào lòng của anh nũng nịu, được rồi em biết anh thương em mà. Sau đó cô còn tặng kèm cho Curtis một nụ hôn. Nụ hôn này của cô khiến anh cười tít mắt. Sau đó anh lại dùng đuôi kéo cô ra, chúng ta đi qua chỗ của Parker, để anh làm thử cái bèo nhún như em bảo. Tiểu Bạch muốn ngăn lại, nhưng mà một giây sau đã bị kéo đi rồi. Thấy Tiểu Bạch, Parker vui thiếu chút nhảy cẫng lên, anh vui vẻ chạy đến chỗ cô. Tiểu Bạch, anh tìm thấy lực của em rồi, để anh chải đầu cho em. Tiểu Bạch cũng rất vui vẻ, vì ở thế giới không có dầu gội đầu với dầu xả này. Chải được bộ tóc dài đến eo rất cực, cô vốn định cắt luôn tóc giống với mấy thú nhân nữ. Nhưng lúc tìm thấy lực với túi là Curtis không cho cắt luôn. Còn lúc này Curtis đang chăm chú làm váy cho vợ, Parker nhân cơ hội này cầm cặp sách chạy đến chỗ vợ. Thấy anh lợi hại không, anh phải tìm lâu lắm đấy. Tiểu Bạch tay vừa mở cặp sách còn miệng thì không ngừng nói lợi hại quá lợi hại. Cô lục cặp lấy được điện thoại, việc đầu tiên là cô thử mở máy, nhưng mà giờ mở được mới bất thường. May là còn chiếc gương còn nguyên, sau 2 năm đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch nhìn rõ mặt mình như vậy. Mình vẫn còn xinh đẹp trẻ trung lắm. Hi hi, nhất định là do tác dụng của lục tinh khiến mình trẻ mãi không già. Lúc này cô chú ý đến chỗ Curtis, cô phát hiện béo nhún anh làm lại đẹp đến bất ngờ. Tiểu Bạch bất giác cảm thán một tiếng, nhưng cô không muốn Curtis quá đắc ý, cho nên lại cố giữ mặt bình tĩnh. Anh làm trông cũng được đấy, anh làm thêm một vòng may quanh váy đi. Curtis nhìn vợ bằng ánh mắt yêu chiều rồi nhanh chóng đồng ý. Một lúc sau váy béo nhún đã làm xong rồi, Tiểu Bạch nhìn thành phẩm là không thể cưỡng lại mà reo lên. Curtis anh giỏi quá, Tiểu Bạch hết lời khen anh chồng cả này. Anh nghe rất đỉnh, chất lượng thì khỏi bàn, mang đi bán kéo lại thành hot item, mặc lên tôn dáng tôn eo, chỗ cần tôn cũng tôn rồi. Curtis thấy phản ứng của cô liền hỏi, thích không? Tiểu Bạch gật đầu lia lia, sau đó cô mới giật mình phản ứng lại, lại vui quá đà rồi, thật mất mặt. Curtis kéo cô lại muốn tự tay mặc váy mới cho cô. Tiểu Bạch ngượng ngùng muốn từ chối, em có thể tự mặc được, nhưng mà ngượng rồi đây. Tiểu Bạch lại mới mặc được một nửa thì kẹt, sau đó cô ấm ức không chui đầu ra được. Cảnh tượng này đúng là rất là buồn cười, hai anh chồng vậy mà đứng nhìn cô nhịn cười. Parker lúc này lại còn cười trêu cô. Tiểu Bạch tức giận mắng anh, Parker đồ báo thối, chiếc báo ngốc nghếch giây trước còn cười hả hê thì đột nhiên lại cảm thấy lạnh sống lưng. Bàn tay lạnh toát của Curtis đặt lên vai anh, sau đó không chần chừ mà đẩy anh xuống. Tiểu Bạch nghe vậy thì giật mình. Curtis chờ đã, đây là tầng 5 đấy, ngã xuống là chết đấy. Curtis nhanh chóng an ủi cô, đừng lo, hắn ta mắc trên cây thôi. Sau đó anh dịu dàng giúp cô chui đầu ra, em thấy thế nào, đau không? Tiểu Bạch vẫn lo lắng muốn đi xem Parker, nên cuối cùng cũng nhờ Curtis mặt hộ. Bộ váy này lại còn có dây điều chỉnh, chỉ cần kéo dây đằng sau là có thể mặc được dễ dàng. Phải công nhận là hiệu quả rất tốt, lại còn che luôn được cả bụng bầu của cô. Nếu mà Curtis ở thế giới hiện đại thì chắc sẽ thành một nhà thiết kế giỏi. Tiểu Bạch lúc này lầm bầm nói, thế mà anh không nói sớm. Curtis cũng bất lực trả lời, ai bảo em không để anh mặc hộ cho. Tiểu Bạch nũng nịu, không thèm nhờ anh, nhưng mà nể tình anh làm cho em một bộ váy đẹp như này, nên tha cho anh đấy. Curtis nhìn thân hình nhấp nhô kia lại đỏ mặt, em thích là được. Tiểu Bạch rất hài lòng với thiết kế váy này, sao anh nghĩ được thắt đạn ngực vào vậy? Sau đó Curtis tận tình giải thích, anh đã sớm nghĩ vậy rồi, mỗi lần cho con ăn sữa chỉ cần kéo xuống là được. Anh còn định dùng thứ gì cố định lại luôn, nhưng có vẻ thế này cũng ổn rồi. Tiểu Bạch nhìn anh chồng chăm chú giải thích, bất giác lại yêu thêm vài phần. Nếu chuyện này để Parker làm chắc cô điên lên mất. Cô mặc bộ váy mới không ngừng vui vẻ, đột nhiên bên ngoài hang có một tiếng kêu. Tiểu Bạch lúc này mới nhớ ra chú báo ngốc nghếch kia vẫn chưa thấy đâu. Cô thò đâu ra xem, may là không nhìn thấy cái xác khô của anh. Ây là không sao là được. Lúc này Parker lại xuất hiện. Tiểu Bạch, anh về rồi. Tiểu Bạch hỏi, anh vừa nãy chạy đi đâu? Parker giơ cái bát lên, anh đi tìm thuốc cho em. Tiểu Bạch nghe vậy nhưng lại tức giận hơn, anh làm đau em thì thôi đi, lại còn biến mất không nói tiếng nào khiến em lo lắng. Đúng là lúc nào cũng khiến người khác phải lo. Parker nhanh chóng chạy đến dỗ vợ. Tiểu Bạch đại nhận độ lượng nên cũng tha thứ cho anh. Parker đi tìm lại chỗ vừa làm cô bị đau, chỗ này còn đau không? Tiểu Bạch tưởng không sao nên vẫn cười nói, không sao, không đến nỗi phải đắp thuốc đâu. Nhưng lúc cô mở ra xem, sưng rồi sao? Những câu chuyện gia đình Tiểu Bạch. Parker đi tìm thuốc về, trên ngực của cô bị tên báo ngốc không cẩn thận làm cho bị sưng hết lên. Parker để đền tội nên tự bôi thuốc cho cô. Lúc này ở trên đất có mấy tiếng kêu, ba chú báo con nằm lăn lóc ở dưới sàn. Tiểu Bạch thấy vậy thì nở nụ cười hiền từ, rồi cô bảo với Parker đưa mấy đứa đi chơi. Vincent chọn chỗ làm nhà, chúng ta đi xem thử đi, chỗ đó có khu đất to để bọn trẻ chạy nhảy được.
Sau đó cả nhà nhanh chóng xuất phát. Tiểu Bạch ồ lên kinh ngạc, trước mắt là căn nhà rộng đồ sộ Vincent chuẩn bị cho cô. Nền móng đã xây xong rồi, còn tầng 2 thì đang xây dở. Những viên đã được xếp chồng lên nhau chắc chắn. Còn đám báo con vui vẻ chạy về phía bãi cỏ. Lúc này có một tiếng gầm lớn, Parker cảm nhận được nguy hiểm. Tiểu Bạch sợ đến xanh mặt. Các con, đám báo con nhìn thấy phía trước cũng dừng lại. Parker lập tức hóa thú rồi gầm một tiếng. Có bố bảo hộ nên đám báo con yên tâm chạy đi tiếp. Tiểu Bạch bị vẻ uy vũ của Parker làm cho mê mẩn. Ngầu quá, sau đó cô quay đầu đi. Đúng là cả bố lẫn con ai cũng để người khác lo lắng. Sau đó cô tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên Curtis bế cô lên. Chúng ta đi vào trong thôi. Curtis vừa bế cô vừa che nắng cho cô. Đột nhiên Curtis tăng tốc, trườn nhanh về phía trước. Gió hè mát trưa này. Sau đó họ đi vào trong nhà. Vincent đã chọn một chỗ là đông ấm hè mát. Tiểu Bạch ngồi ở cửa đã thấy vui rồi. Lúc này đám báo con chạy về. Bé ba miệng ngậm một thứ muốn tặng cho mẹ, nhưng mà lại bị anh cả và anh hai tranh giành. Tiểu Bạch không ngừng khen chúng giỏi. Nhưng mà giờ mẹ không đói mấy đứa ăn đi. Lúc bé ba định lẻn ăn một mình thì đột nhiên có tiếng hổ gầm. Cả ba người ngẩng đầu lên, tiếng kêu thảm thiết Tiểu Bạch có thể cảm nhận được. Parker nói đó là Edgar, bạn tình của Jasmine. Anh ta bị thương nặng lại còn mất bạn tình, muốn đi tìm Jasmine nhưng không biết nên tìm ở đâu, cho nên mỗi ngày chỉ có thể đứng ở cổng thành. Parker cũng rất đồng cảm với anh ta, cảm giác này anh rất hiểu. Tiểu Bạch thút thít, cô lại bắt đầu lo cho Jasmine. Curtis ho hai tiếng bảo Parker im mồm. Parker cũng gật đầu, sau đó dùng cách khác đánh lạc hướng cô. Tiểu Bạch, nắng sắp chiếu đến đây rồi, chúng ta về thôi. Còn lúc này, Vincent và A Nhĩ Ngão đang vất vả đi tìm Jasmine, vì để nhanh chóng tìm được cô ấy, mà hai người quyết định đến cả pháo đài Vương Bọ Cạp. Nhưng mới đến cổng thành đã bị chặn lại. Lúc này có một giọng nói, để bọn họ vào. Sau khi được Bọ Cạp Vương đồng ý họ đi vào, hắn ta bày ra vẻ đã đợi họ rất lâu rồi. Đến thành cả nửa tháng rồi mà giờ mới tìm đến ta sao? Vincent đi lên trước hỏi, hỏa thành có phải có lối đi khác không? Bọ Cạp Vương nhướng mày, đúng vậy, thú nhân đến đỉnh tầng đều biết, chỉ là ngươi đến vội quá nên chưa có ai nói cho ngươi. Vincent tức giận, lúc đầu khả ngõa vào thành mà không lộ chút tung tích thì đã nhẹ, anh nên nhận ra sớm hơn. Giờ sợ là hắn đã đưa Jasmine đi rồi. Đường hầm đó ở đâu? Vincent lớn tiếng chất vấn Bọ Cạp Vương, nhưng hắn ta lại đứng dậy nói ngươi bị bỏ rơi rồi sao? Bọ Cạp Vương đi đến cạnh Vincent, giống được có bạn tình đều không rời xa chỗ bạn tình lâu. Ban đầu thấy ngươi cứ ở hỏa thành mãi ta không hoài nghi gì, nhưng mà bây giờ xem ra đúng là rất khả nghi. Nói ngươi đến cứu giống cái sao? Bọ Cạp Vương này từng bị giống cái bỏ nên có nỗi hận với giống cái, hắn ghét luôn cả mấy thú nhân có vợ luôn. Vincent cùng với tình yêu thương của Tiểu Bạch nên cũng nguôi ngoai, nhưng lại khiến Bọ Cạp Vương hoài nghi, sao ta có thể biết được ngươi có phải giống được bình thường không? Hơn nữa ngươi đến cứu giống cái. Nghe vậy Vincent bất giác nuốt nước bọt, nhưng chỉ một giây sau anh đã nghĩ ra đối sách. Anh quay người lại khiêu khích, ngươi đang thăm dò ta? Bọ Cạp Vương cười lớn, nói với ngươi cũng chẳng sao, thú nhân bại trận chỉ có một lối ra. Vincent trợn tròn mắt, hố chôn, chắc chắn là sẽ có không ít thú nhân còn sống, dưới đó nhất định là có một thế giới mạnh hơn. Thái độ của Bọ Cạp Vương khiến Vincent chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình. Hỏa thành thực sự có một thế lực lớn hơn tồn tại, có thể là thứ tư vằn vượt cấp. Nhìn thấy phản ứng của Vincent, Bọ Cạp Vương đắc ý. Sau đó Vincent tiếp tục hỏi lối vào của hố chôn, nhưng hắn ta quay đi không nói thêm gì. Đợi ngươi có được tín nhiệm của ta rồi ra sẽ nói. Vincent cũng không nói nhiều, kéo A Nhĩ Ngõa đi tìm. Bọ Cạp Vương có vẻ hơi thất vọng, cứ vậy mà đi sao, chả thú vị gì cả. Dưới hố chân toàn là xương trắng xóa. A Nhĩ Ngõa vừa bước vào đã rùng mình, sau đó chân dẫm phải một thứ gì đó, sau khi nhặt lên thì là một chiếc đầu lâu. Ở hỏa thành lúc nào lúc tranh đấu muốn thăng cấp, những ai thất bại thì đều bị ném xuống đây chờ chết. Hai người nhìn cái nơi không khác nào địa ngục trần gian này. Sau khi định thần lại thì bắt đầu tìm kiếm. Lúc này một bạch hổ nghe thấy động tĩnh, chính là Khả Ngõa bị Vincent cắn trọng thương, nhưng đám người A Nhĩ Ngõa không phát hiện ra anh ta. Hai người kia thất vọng quay về. Sau khi hai người kia rời đi thì Khả Ngõa lại biến thành người. Sau đó có đám thú nhân ném dây thừng xuống, Khả Ngõa cầm chắc rồi ra lệnh, nhanh kéo ta lên. Đám thú nhân mắc kẹt ở đây như nhìn thấy hy vọng, cũng nhanh chóng chạy đến. Bọn họ cầu xin muốn Khả Ngõa cứu bọn họ ra, không được đồng ý nên bọn họ liều mình nắm lấy sợi dây. Khả Ngõa cũng bị kéo xuống, thế là anh ta hóa thú, rồi nhanh chóng cắt đứt sợi dây. Chỉ trong chớp mắt, đám thú nhân đã ngã hết xuống đất. Khả Ngõa vừa đi ra ngoài thì thú nhân kia đã hỏi anh ta. Khả Ngõa vẫn rất bình thản, anh ta không để lộ ra rằng mình bị thương rất nặng. Sau khi về hang đá, đám thú nhân ở đó cũng hỏi, cắt đuôi được con hổ đó chưa? Khả Ngõa chẳng để tâm đi về phía Jasmine. Jasmine vẫn cúi gằm mặt. Khả Ngõa khịt khịt mũi, một con sư tử đi đến, yên tâm đi, ngươi là người mạnh nhất ở đây mà. Không có sự đồng ý không ai dám động vào cô ta. Mắt Jasmine đã hiện ra quầng thâm, tinh thần suy sụp, đến cả thở cũng mất sức. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn Khả Ngõa, cả người bất giác run lên. Khả Ngõa cau mày hỏi đám thú nhân, mấy ngày nay cô ấy đều không ăn gì sao?
sư tử cũng bất lực kén ăn lắm, cứ để cô ta đói vài ngày là ngoan ngay. Khả Ngoã nhìn bộ dạng của Jasmine là đau lòng không thôi. Người con gái anh ta yêu thương lại thành ra bộ dạng này. Mặc dù kế hoạch đã đúng như dự tính, nhưng mà anh ta vẫn không vui nên nổi, thậm chí còn có chút đau lòng. Khả Ngoã nhanh chóng lắc đầu xua tan suy nghĩ đó. Lúc này đám thú nhân bắt đầu bàn tán. Khả Ngoã có gì đó không đúng, trên người hắn có xác CSS. Không lẽ là bị trọng thương? Mấy tên đó bắt đầu nhìn Khả Ngoã bằng ánh mắt gian xảo. Sau đó bọn họ tiến gần lại chỗ Khả Ngoã. Khả Ngoã cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng giờ anh ta chỉ còn có một cách, cho dù thế nào, trước khi bọn họ phát hiện tay trái của anh ta sắp phế, thì phải nhanh chóng đưa Jasmine ra khỏi đây. Anh ta nhịn đau đỡ lấy Jasmine lên, ta đưa cô ta ra ngoài. Lúc này có một tên đứng chắn trước mặt. Đi đâu? Khả Ngoã nhìn đám thú nhân đã liền hiểu ngay ý đồ. Nhưng đây là cơ hội duy nhất, anh ra cắn răng gầm lên, múa chết sao? Nghe thấy vậy mấy tên kia cũng sợ, nghe giọng điệu thì không giống như là thú sắp chết. Sau đó hắn ta nhanh chóng giảng hòa, không có, chỉ là hiểu nhầm thôi, bọn ta chỉ hỏi một chút thôi. Sư tử đi lên nắm lấy vai của Khả Ngoã. Khả Ngoã nhịn đau đẩy ta hắn ta ra. Sư tử ngơ người, đột nhiên lại lộ ra vẻ vui sướng, sau đó lộ ra nụ cười đê tiện. Ha ha ha, hắn bị trọng thương thật, mau giết hắn, giống cái đó sẽ là của chúng ta, nhân lúc người bị thương nên lấy mạng ngươi. Đám thú nhân bị ổi lao đến, chuyện Khả Ngoã trọng thương bị bại lộ, mấy thú nhân đó nhanh chóng lộ ra vẻ hung dữ. Giết hắn đi, giống cái xinh đẹp như vậy phải là của chúng ta. Khả Ngoã giờ chỉ còn một cách, anh ta nhất định phải đưa Jasmine thoát khỏi đây. Jasmine mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này có một thú nhân đã hóa sư tử chặn trước cửa. Hai thú nhân còn lại lao đến chỗ Khả Ngoã. Con sư tử kia nhe năng nhắm vào vai của Khả Ngoã, răng của nó cắn phập vào vai của anh ta. Khả Ngoã gầm lên đau đớn, sau đó anh ta hét lớn Jasmine. Vừa dứt lời thì anh dừng một chân đá vào người của cô. Jasmine ngã nhào ra khỏi cửa động. Hai thú nhân kia thấy vậy nhanh chóng chạy đến tranh giành. Khả Ngoã liều mình chặn sư tử, anh ta còn cố gắng hét lớn, mau cút đi. Jasmine ngã bò ra đất còn chưa kịp đứng dậy thì hai tên thú nhân kia đã đuổi đến. Jasmine nhắm chặt mắt để kệ hai tên kia kéo lấy cô. Ta thả cô đi rồi đấy. Nghe thấy câu nói đó, Jasmine mở to mắt. Lúc này có một tiếng chim kêu, sau đó một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, hai chân nhanh chóng kẹp lấy người của Jasmine. Hai tên thú nhân kia bị hất tung. Cách đó không xa, Vincent thấy khổng tước đã cắp được Jasmine. Anh rất vui mừng, tốt quá rồi, A Nhĩ Ngoã tìm thấy Jasmine rồi. Vincent tò mò chạy đến xem thử, nhưng chỉ ngửi thấy có mùi máu tanh nồng và có mấy tiếng cấu xé. Một giây sau, có một cánh tay bạch bộ bị vứt ra. Anh đến gần xem thử. Lúc này sư tử nhìn thấy thú tứ vằn thì rụt người lại. Rồi hắn ta run rẩy nói, giống cái không ở chỗ bọn ta, bị khổng tước cướp đi rồi. Vincent nhìn vào trong động thở dài, có lẽ đây là phần sót lại của hắn. Sau đó anh cũng rời đi. Sau khi Vincent đi thì sư tử đá cắp cánh tay đó đi, như thể phải ăn trọn Khả Ngoã hắn mới vừa ý. Lúc này A Nhĩ Ngoã bay trên không, dưới sức nóng của mặt trời, anh lo lắng không biết Jasmine có chịu được nữa không. Anh ta vừa cúi đầu xuống thì đã xanh cả mặt, cả người cô đỏ lên mặt nhắm nghiền, có vẻ không trụ được nữa. A Nhĩ Ngoã nhanh chóng tìm một chỗ để nghỉ, sau đó anh hóa thành người ôm cô vào lòng. Jasmine, anh sờ trán cô chỉ thấy nóng bừng, môi cũng khô đến nứt nẻ. A Nhĩ Ngoã biến thành nửa thú, vừa ôm vừa che cho cô, hai cánh che cho cô rồi anh chạy trên cát nóng bỏng. Mãi cho đến thôi mới biến lại thành thú để đưa Jasmine đi. Mặc dù đã rất đuối sức nhưng mà anh không hề giảm tốc độ. Vì hơi thở của Jasmine đã ngày càng yếu, anh chỉ có thể gắng sức tăng tốc. Anh bay cho đến khi trời bắt đầu hừng sáng. Đến được cổng thành, có một con báo đang ngồi ở đó. Là Edgar, anh ta ngồi nhìn chăm chăm vào cái bóng đang bay đến. Sau đó anh ta đột nhiên trở lên kích động. Anh ta ngẩng đầu nhìn khổng tước, rồi nhanh chóng đuổi theo. Là mùi của Jasmine, A Nhĩ Ngoã cứu được Jasmine rồi. Sau đó anh ta cứ chạy theo khổng tước, rồi anh ta biến lại hình người. A Nhĩ Ngoã cũng nhìn thấy Edgar, thế là cũng bay xuống, rồi cẩn thận thả Jasmine xuống. Edgar nhanh chóng ôm lấy Jasmine, nhìn thấy bạn tình người đầy vết thương, anh ta không cầm nổi nước mắt,